Hôm gà công ty mình có hàng tăng ca về trễ không, cho nên mình ăn cơm ngoài. Nhưng mà hổng gà á, ăn mấy ngày mình ngán quá, hôm nay về mình sẽ làm món vịt căng gừng ăn nha cả nhà. Vịt này á, thì hôm bữa mẹ của Sen á gửi qua cho hai đứa mình được con, cho nên á, mình bỏ tủ lạnh ăn từ từ nha. Đây là phần ức của thịt vịt nè, mình xào gừng xong rồi mình bỏ thịt vịt vô, niêm, bột ngọt, nước màu, nước mắm, rồi bắt đầu mình xào cho nó thấm, thiệt là thấm gia vị, rồi mình mới bỏ nước vô nha cả nhà. Đây, giấc này thì cũng khoảng 6 giờ đó cả nhà, tăng ca về là mình về tới nhà là 5 giờ mấy rồi. Mình nấu cơm ăn cơm nữa tầm khoảng 7 8 giờ vậy đó. Công ty mình nhờ có hàng lại cái cảm giác mình đi làm cái nó thấy vui hơn nhiều, nghĩ tới cảm giác mà lương cao cái bao nhiêu mệt mỏi nó cũng tan biến hết. Đây, mình bỏ nước vô xong cái mình bỏ thêm ớt vô nữa cả nhà. Cho nước bắt đầu nó rút rồi, gừng nãy mình xào xong mình còn chừa ít đó, để khi mà mình bỏ nước sôi vô mình bỏ gừng vô thêm nữa, làm như vịt vậy, vịt gan gừng nó sẽ rất là thơm và ngon nữa. Gừng thì không có chín quá, cái độ gừng nó béo nó ngon cực kỳ luôn. Đây thì mình sẽ xào thêm một ít đậu que nữa. Mình xào thịt xong á cả nhà, mình sẽ đỡ bỏ đậu que vô xào nha. Đậu que thì nó mau chín hơn đậu đũa. Mình xào thịt xong mình bỏ đậu que vô, mình đậy nắp lại chút xíu là mình có ăn rồi cả nhà. Trong cái thời gian đó thì mình với Sen sẽ thay nhau, đứa này tắm ra cái đứa kia tắm ra, xong bắt đầu ăn cơm thôi cả nhà ơi. Làm công nhân nè, mình phải tiết chế thời gian từng giây từng phút vậy đó, riết thành ra giống như thói quen á. Đây là bữa cơm chiều của mình nè cả nhà, chuối, vịt gan gừng, đậu xào với miếng canh hôm bữa mình ăn còn mình đem ra mình hâm lại. Cả nhà có giống như mình không, đồ ăn mình ăn còn á mình sẽ không có bỏ đi đâu, mình sẽ để lại trong tủ lạnh khoảng chừng một ngày sau mình ăn, bỏ uổng lắm cả nhà. Rồi mà cả nhà ăn với mình nha. Rồi đây bữa cơm của mình đơn giản vậy thôi, cả nhà có ai thấy đói không, đói ăn cơm với mình nha. Con